Không, không ở lại đây chơi. Vịt mà cứ mê làm tiên cá. Đi lên, đi lên nhà. Đi lên nhà luôn. Để tới giờ tôi làm việc rồi. Hai, xin chào các bạn. Bữa nay tôi có một cái chương trình cũng khá là nhiều, là sẽ hợp tác làm website với công ty Sabo, mà tôi đang bận chăm sóc động vật. Bởi vì phải hợp tác với người ta thì tôi mới làm việc nhiều hơn được và làm việc tốt hơn nữa. Và bây giờ, hello, xin chào em. Anh đang live trực tiếp. À, em là bên công ty Sabo đúng không? Thì bây giờ anh đang muốn làm hợp đồng thiết kế lại cái trang web bên anh á. Bây giờ em nói chuyện với anh Hoàng chưa? Tắt nhạc đi, tắt nhạc đi quên. Đang chăm sóc con vịt. Ok. Đúng rồi. Hoàngpiano.vn. Hoàngpiano.vn. Bên đó là bên GoSell mà làm website dở quá. Lại một hình thức dạng giống như là Tiun bị lừa đó mọi người. Cuộc đời Tiun có bị con người lừa suốt, bởi vì làm tiên cá chơi với thú hoang dã không mà. Đâu có hiểu rõ thế giới con người nó lừa lọc tới cỡ nào. Nó lừa lận lừa mấy chục triệu, mấy trăm triệu này kia các kiểu hoài. Cái gì? Giờ muốn ở đây hả? Không được. Đi lên trên nhà ở. Thấy không? Khách hàng mà cứ gọi liên tục sáng giờ. Chưa đi giao hồ cá cho bạn kia nữa. Rồi ai nữa đây? Alo. Dạ, chị có bây giờ mấy cái bình nước bảo vệ môi trường là bình màu gì? Chị đang có màu gì mới không? Đúng. Đúng rồi. Vậy thôi lấy cho em màu xanh da trời đi nha. Xanh da trời. Thôi thôi thôi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, không chịu, không chịu. Rồi không chịu biết rồi mà. Rồi 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 rồi, được rồi, được rồi. Rồi 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 rồi, không đi, không đi. Đòi ở đây chơi. Ông nội ghê không? Dịch mà giống như là dịch bà vậy đó. Không cho nói chuyện với ai luôn. Alo, dạ alo chị. Rồi rồi rồi, ok chị. Bây giờ tôi sẽ lưu lại cái cuộc trò chuyện này. Giờ bây giờ năm nay là tôi muốn làm việc chuyên nghiệp với những người thật sự là chuyên nghiệp. Sửa màn hình lại cái coi. Con đừng. Hồi nữa thì Ôn sẽ đi bơi ở ngoài sông Sài Gòn 20 cây số để kêu gọi bảo vệ môi trường. À không. À, để tiêu trừ đại dịch Covid-19 ở Việt Nam. Bởi vì tôi là tiên cá, chỉ có tôi làm những cái hành động như vậy thì mới cảm hóa được quỷ thần cơn thịnh nộ của họ. Họ sẽ không có giận con người nữa, bởi vì con người tàn phá thiên nhiên động vật quá là nhiều. Nên quỷ thần họ tức giận, họ cứ làm cho chúng ta gặp xui xẻo. Nên bây giờ tôi sẽ xử lý cái việc là website bên công ty Hoàng Piano và cho chú vịt này về nhà. Và tôi sẽ ghi hình lại cái cuộc nói chuyện của anh Hoàng Piano với bên công ty tôi hợp tác để làm trang web tốt hơn cho khách hàng của Hoàng Piano mua đàn tốt hơn nữa. Hài lòng không con? Cái con này là nó chỉ muốn ở bên Tiun, nếu mà Tiun xa nó là nó rỉ, nó không cho. Đợi đi. Thôi được rồi. Rồi, thôi.
sai chất thì bên anh sẽ bỏ ra khoảng 2 ngày để chị bỏ qua. Làm việc thì mới chuyên nghiệp, để lên giải quyết công việc đó nha mọi người. Nếu vậy thì nó phải rơi vào đứa cả ấp sản phẩm thì nó phải đến hơn nha. Xong rồi. Thì em dùng cái bot đó nó liên quan đến cái phần em vừa báo cáo của mình của tự kho. Thì các nhân dân sẽ là một cái xem như cái phần sơ. Là nó chỉ cùng thông tin tên, mã, giá vốn và giá bán thuốc. Sau đó thì các nhà đầu tư thì ví dụ mà anh này cái nói bên em có cập nhật được, nó cập nhật được đúng không? Nó riêng biệt cái này đúng không? Nếu mà ký hợp đồng thì khoảng đưa trước bao nhiêu hay là sao? Tài một thì không tính 100 nữa. Toàn hết luôn hả? Đúng rồi, cái gói đó là đem khuyến mãi. Gói của mình trên một là đem đặt trên nén. Thì nếu mà khách hàng thích đặt trên nén thì sẽ tính tới 100. Còn nếu mà không thích khuyến mãi đặt trên nén thì sẽ tính tới 100. Ví dụ anh đưa hết tiền cho em rồi, không mà cái trường hợp nó lại không đúng thì sao? Lúc khi làm á, khi hợp đồng còn em sẽ ngồi với anh để chắc phục hợp. Em sẽ tổng hợp thành một file. File này nó gồm chi tiết về cái phần web. Thì gồm chi tiết ví dụ như đầu trang, danh phẩm đem chi tiết em sẽ là người tổng hợp. Có nhập lên hệ thống anh xác nhận. Thì những cái lượng cái bản cái mail của laptop nha. Tại trước là với phía bên công sở cách đây khoảng được tháng làm theo chuẩn yêu cầu. Bên anh có sản phẩm nói chung là anh biết thiếu nhiều lắm, chỉnh sửa giao diện không có bao nhiêu thời gian chỉnh tới luôn và chỉnh cũng không theo ý nữa nên điện thoại nó không phải thời gian bây giờ nói thật là biết nó là nó rẻ lắm, nó rẻ chắc với lại một phần nữa là những người nó lấy cái web của nó những người lấy sao kê á. Nếu quảng cáo là công sao luôn, ở dưới là đè phải là công sao riêng. Em uống nước gì không? Nước suối còn nhiều. Ok, bây giờ Tiêu đã quay trở lại, xin chào các bạn. Hello. Tại sao có buổi live stream hôm nay? Bởi vì tôi muốn là cái công việc làm sẽ chắc chắn là sẽ thành công 100%. Giống như sắp đàn của anh Hoàng Piano đây.
đã làm ít nhất là 4-5 trang website rồi. Có rất nhiều đơn vị đến đây chào mời làm website và Tion đưa tiền cho anh ấy về, nhưng mà anh ấy lại gom tiền luôn, không làm được tốt. Và rất nhiều trường hợp, ví dụ như trường hợp mới đây làm một trang web, mà mọi người biết không, khi làm á thì cam kết với Tion á, tụi em sẽ làm được tất cả những yêu cầu của anh đưa ra, anh chỉ cần ứng tiền trước cho là em đảm bảo làm tốt. Và khi mà đưa cho mười mấy triệu rồi, không có làm đúng cái nguyện vọng gì hết, lại làm có đưa một cái logo cho bên đó làm thôi mà bên đó sửa đi sửa lại 5 lần và phải mất một tuần lễ mới chỉnh được cái logo đặt ở trên trang web. Công việc vô cùng trì trệ, mà tôi luôn làm việc không có nhiều thời gian, như các bạn cũng thấy, vừa làm vận động môi trường, giải cứu thiên nhiên động vật, vừa phụ shop bán đàn, vừa lúc kim luôn phần quản lý IT ở đây, rồi quảng cáo truyền thông các kiểu, chưa kể đến những khách hàng khác của Tion nữa. Và bây giờ hôm nay Tion làm việc với bên công ty Sabo. Thôi, làm việc với chị Sabo. Rồi, được biết là công ty của em rất là nổi tiếng, làm việc rất là uy tín. Nên bây giờ anh muốn làm việc với em. Là công ty Sabo gửi người qua làm việc luôn. Ủa, có thì uống. Đó, uống đi. Mua cho nước chuối rồi. Bây giờ cho xin wifi, cho xin wifi. Coi tôi làm việc nè, chuyên gia làm website, 12 năm kinh nghiệm làm web từ năm 2008 tới nay vẫn bị lừa là lừa, ghê như vậy. Và từ khi mà tôi đi giải cứu động vật rồi, các bạn thấy không còn nhiều thời gian để làm website nữa, nên phải nhờ một cái đối tác nào đó thật sự chuyên nghiệp ở Việt Nam mà mình hợp tác với người ta mình làm. Bởi vì tôi còn hơn 300 website của các doanh nghiệp khác trong hệ thống của mình ở Mắt Bảo, mà web đó thì nó chưa có tích hợp cái phương pháp mới bây giờ là thương mại điện tử, đúng không? Alo. Dạ. Dạ là nhà mình. Dạ em cảm ơn chị, và bây giờ sau anh gửi tiền chị bằng chuyển khoản. Ê, cho mượn thẳng 200 mấy đi. Anh nhiêu tiền chị? Dạ 275 ngàn. Mua quà tặng. Mua đây là quà tặng bình nước cho một bạn ở dưới Mỹ Tho. Bán tên bình nước cho bạn đẹp không? Người cá Kenny. Ok, tôi làm việc xong tôi sẽ đi giao hồ bơi cho bạn, xong rồi giao tặng bình nước cho bạn ha. Và bây giờ làm việc. Này cũng là cái kinh nghiệm để mọi người khác làm web đừng có bị lên mạng bị người ta lừa, hiểu không? Lừa làm web quá, làm không tới nơi tới chốn, mà bây giờ làm trễ việc của người khác. Hoàngpiano.vn thì trang web này, rồi em vô coi đi. Lúc trước là tụi anh có trang web là hoangpiano.com, nhưng mà cái trang web đó thì nó không thể đáp ứng được cái nhu cầu bây giờ. Và mặc dù thì rồi đây là trang web anh mới vừa làm bên GoSell. Họ không có sử dụng code thuần và cũng không chỉnh sửa được như bên anh yêu cầu. Thì bây giờ làm bên em chi phí là viết một cái trang web code thuần là bao nhiêu? Với lại website mà dạng không phải là dạng code thuần anh, mà là nó dạng giao diện riêng, tức là có cái bố cục riêng khác hoàn toàn với những cái giao diện mẫu của bên em, thì chi phí tối thiểu là 24 triệu. Chi phí tối thiểu 24 triệu, giao diện riêng 24 triệu, ý tưởng riêng.
Còn nếu anh đã làm việc với bên em rồi thì được giảm giá gì không? Dạ, em nói về cái phần gói dịch vụ mà anh cần chi trả nha, các hạng mục chi phí nha. Thì tổng gói của mình á, anh đang tham khảo gói Omnichannel. Omnichannel là quản lý bán hàng đa kênh. Ừ. Quản lý bán hàng đa kênh thì nó sẽ bằng thứ nhất là gói dịch vụ Omni. Dạ, em cảm ơn anh Hiền nha. Cảm ơn chị nha. Dạ dạ. Nhớ coi video quảng cáo cho mình nước nha. Dạ. Gửi fanpage rồi đó. Dạ rồi. Có ba chó nha. Bà chủ có đi, bà dắt theo con chó nữa. Dạ. Không sao, cái đèn đó đèn một gan chả sao. Dạ rồi, ok em tiếp tục nha. Thì tổng cái gói Omnichannel mình đăng ký nó sẽ gồm thứ nhất là gói dịch vụ Omi, rồi thứ hai là cộng với lại tiền giao diện web, và cái số 3 là tên miền. Tên miền đúng rồi, em đang nói 3 hạng mục. Tổng cộng là nhiêu, chi phí là nhiêu? Dạ em đi từng phòng nha. Tên miền mình có rồi thì chỉ cần là gắn cái tên miền cũ vào web mới nha. Không cần mua tên miền là xong nha. Rồi giao diện web thì hồi nãy em có tư vấn cho bên mình gồm hai loại anh. Loại một là giao diện riêng, là ý tưởng riêng anh, là viết có thuần đó. Dạ, là có một cái bố cục mới lạ thì là tối thiểu 24 triệu. Còn giao diện có sẵn là code mà bộ trong sẵn. Mẫu template mà em đã có đúng rồi, nhưng mà vẫn có thể customize lại theo ý khách. Thì dao động từ 0 đồng tới 1,5 triệu. Đúng rồi, 0 đồng đến 1,5 triệu. Còn cái bên này anh làm mới vừa làm nè. Dạ. Anh nói là viết là customize được theo ý mà không có theo ý được cái khỉ gì hết trơn. Giờ phải làm lại từ đầu một trang web khác nữa. Dạ. Cái hạng mục số 2 này thì mình trả một lần ban đầu thôi anh nha. Một lần ban đầu thôi. Dạ. Em tư vấn sao mà mấy bạn coi Sabo làm web tốt là mốt mấy bạn order web bên Sabo nhiều. Dạ. Rồi anh chuyển 300 khách hàng của anh vô công ty em luôn để cho tích hợp. À, bên anh là làm website là có thuần sẵn rồi. Và website có sẵn rồi nhưng mà chưa có tích hợp thương mại điện tử vô á, bên em nâng cấp cái những trang web bên anh lên được không? Dạ, với điều kiện là website phải làm bên nền tảng WordPress thì em mới tích hợp được cái Omi. À, phải làm WordPress hoặc là web cho bên em làm. À, còn nếu mà code bên anh tự viết là bên em bó tay không viết được đúng không? Đúng rồi, không có nối vào cái nền tảng này được. Rồi sẵn luôn chia sẻ với các khách hàng thân thương của Tion là những trang web mà Tion làm cho quý vị là code thuần. Mặc dù nó không có thương mại điện tử, nó không có thanh toán kết nối mạng đa kênh này kia, nó chuyên nghiệp, nhưng mà những cái từ khóa trong đó nó chuẩn SEO nên trang web của quý vị nó lên được top Google. Nếu mà bây giờ mình bỏ trang web đó đi để mình làm một cái trang web mới thì tất cả những cái tương tác đó nó mất. Nên quý vị mà muốn phát triển một cái trang web mà nó tích hợp được những cái tính năng mới như bây giờ thì mình mở thêm một cái tên miền mới ha. Là thí dụ có .com rồi thì giờ mình mở thêm .net, .vn, .org vậy đó, thì mình sẽ có thể liên hệ bên đơn vị Sabo này phát triển một trang đó. Xong rồi ít nhất một doanh nghiệp lớn chúng ta phải có một trang web viết code chuẩn và một trang web giống như là viết cái code bình thường đúng không? Đúng rồi, là cái code, nói chung là ít nhất tối đa chúng ta có hai trang web, một cái thật là chuẩn. Thì bây giờ tôi đang cố gắng làm cái thật là chuẩn cho Hoàng Piano tại đây. Rồi xong. Tiếp đi em. Dạ, tiếp đến là hạng mục số 1 này là gói dịch vụ Omi. Thì sẽ em có giới thiệu cho anh một cái gói đó là gói xài được 3 năm. Chi phí hiện tại khoảng 16 triệu mốt. Omi là trang web tích hợp mạng đa kênh. Đúng rồi, hiện tại kết nối với Lazada, Tiki, Sen Đỏ, Shopee đồ các kiểu đó mọi người, là tích hợp là như vậy. Kết nối đồng bộ website, đồng bộ website, kết nối với hóa đơn điện tử, thanh toán online, kho hàng, kiểm kê kho hàng, website là khi nào bán hết bao nhiêu hàng thì website nó cập nhật đồng bộ với cái hóa đơn luôn. Khi mình chích hóa đơn đỏ ra cho khách hàng của mình đó thì họ sẽ rất là tiện lợi. Và anh muốn biết là cái Omi channel của em nó có luôn cái tính năng gọi là lưu trữ thông tin khách hàng, số điện thoại, rồi ngày tháng năm, không cần ngày tháng năm sinh của khách đâu,
số điện thoại của khách hàng và ngày tháng sinh của khách hàng thôi. Để đến tới sinh nhật của khách hàng là trên cái hệ thống của anh nó sẽ bứt lên, à, hôm nay là sinh nhật của vị khách nào đó, thì bên anh sẽ gửi một cái email marketing đến cho khách hàng ấy và chúc mừng sinh nhật người ta và chào mừng người ta. À, có muốn tham gia cái dịch vụ mua hàng cũ đổi hàng mới hay là giảm giá khi mua đồ gì trong shop hôm nay sẽ được quà tặng đó, anh muốn làm như vậy. Hay là giới thiệu khách hàng cho khách hàng của anh, thì ví dụ như từ khách hàng của anh mà giới thiệu cho khách hàng khác thì khách hàng khác sẽ được giảm giá bao nhiêu phần trăm từ khách hàng đó. Dạ. Thì anh không biết là cái hệ thống của bên em có làm được như vậy không. Dạ, hiện tại thì thông tin khách hàng của bên em có thể lưu được ngày tháng sinh nhật. Ừ. Dạ đúng rồi, và mình có thể tạo được mã voucher cho những khách hàng này vào cái ngày sinh nhật. Mã voucher luôn hả? Dạ đúng rồi, mình sẽ có ứng dụng tạo mã voucher cho khách hàng và mình sẽ gửi email qua. Ừ. Dạ đúng rồi. Còn cái việc mà giới thiệu khách hàng là cộng tác viên cho mình á, thì bên website bên em có ứng dụng quản lý affiliate ha. Vậy là cũng có đầy đủ hết những tính năng anh yêu cầu khi mà anh làm web theo cái code thuần này, là cái code theo giao diện riêng, thì tụi em có thể tích hợp đáp ứng vô cho anh. Cái đó là nâng cấp tính phí thêm hay là làm một lần là nó trong gói 24 triệu? Dạ, cái tính năng mà anh trao đổi với em nó là một cái kho ứng dụng bên em viết sẵn. Ừ. Nó giống như là một tính năng trên web nhưng mà bên em viết dưới dạng app. Ừ. Thì mình xài tính năng nào mình tải cái app đóng về web. Ồ. Dạ, một số tính năng sẽ được free, một số tính năng sẽ có free. Ừ. Cái anh trao đổi với em nó là cái quản lý affiliate cộng tác viên, thì hiện tại là cái tính năng này nó nâng cao nên nó sẽ có phí và nó có public trên website. App quản lý affiliate là 99.000 đồng một tháng nha, mình có thể đăng ký thêm OnlyFans để liên kết với các đối tác hay sao vậy? Dạ, cái này là dùng cho mình để quản lý cộng tác viên của mình. À, cộng tác viên là giới thiệu chuẩn đó mọi người. Và mình tự quản lý và cái đối tác có thể tự theo dõi được cái doanh thu của họ, hoa hồng mà anh trích cho họ, hai bên sẽ có thể theo dõi được nhau tự động. Đúng rồi, anh muốn làm để cho quyền lợi của khách hàng nó sẽ được nhiều hơn nữa. Khách hàng thấy khi mà làm việc với shop đàng hoàng Piano á, là thấy được cái sự uy tín. Hiện tại anh có giới thiệu một công ty Hàn Quốc làm việc bên em là công ty Remia. Dạ. Em đang làm với công bên đó đúng không? Remia.vn nó bán nón á, nón Hàn Quốc á. Thì sẵn đây tôi chia sẻ những cái tính năng mới, thì các khách hàng của Tion có thể liên hệ với bên Sabo và có thể là, ê, bây giờ anh đang làm như quay vậy, anh đang quảng cáo cho em luôn á. Dạ. Vậy mai mốt nói tên Tion có được giảm giá 10% cho khách hàng anh không? Dạ, cái việc mà giảm giá thì bên em sẽ áp dụng 10% cho khách hàng cũ. Khách hàng cũ là mình. Còn giới thiệu cộng tác viên thì anh giới thiệu khách cho bên em thì cứ một khách anh sẽ nhận 500 ngàn. Giới thiệu khách hàng là một khách được 500 ngàn. Vậy mấy bạn ơi, nhà có ai làm website không? Là thông qua Tion giới thiệu xong rồi cái Tion lấy 500 ngàn của chị này đưa cho mấy bạn nha. Ok không? Tươi ha. Rồi tiếp đi em. Anh ơi, thì bây giờ em đang tư vấn về cái hạng mục của cái gói này nè. Thì cái khâu quan trọng nhất là cái khâu số 2 là cái phần lấy yêu cầu giao diện. Lấy yêu cầu giao diện đúng không? Đúng rồi. Thì bên em sẽ triển khai theo cái bản yêu cầu giao diện này. Ừ. Nó rất là chi tiết, từ thiết kế logo hình ảnh cho đến support booking. Lên trang hoangpiano.vn anh sẽ hướng dẫn em sửa giao diện luôn. Này em sẽ ghi lại, sau đó sẽ tổng hợp file lại cho bên anh. Không, anh nói lần này là có quay video, em bắt đầu em coi trong cái video này. Ừ. Anh đang quay live mà. Dạ. Vậy em dựa vào cái trang này luôn anh nha. Dựa theo trang này em thấy cái logo không? Dạ. Logo nè, nhìn cái logo tỷ lệ mất cân đối nè. À, để anh cho mọi người coi luôn. Để coi anh là được từng công nhận là chuyên gia thiết kế website nổi tiếng châu Á. Và bây giờ nè, thấy tỷ lệ không? Tự nhiên cái logo này ở bên trên á, nó là khoảng cách của nó nhỏ xíu, còn dưới đây nó rộng quá. Em thấy không? Cái logo nằm nó phải cân đối dưới nền và chữ menu ha. Thế là khoảng cách
mình vẫn cô mình vẫn cái web mới logo vẫn nằm chính giữa của đúng rồi. Còn cái này á, người ta để vô đây là cái file hình, anh thì không dùng file hình được, anh phải dùng file gốc. Để vô file gốc thì cái màu của nó mới đẹp, còn nó để cái hình nó bể ra tè la vậy mà cũng để được. Đó. Khoảng cách từ trên cân đối là logo phải đối. Cân đối giữa menu và nền. Rồi à. Đúng rồi, trang web response. Trang web bên em làm cho anh cũng phải chuẩn response là nó có trên mobile rồi trên website rồi các kiểu ha. Yeah. Rồi. Menu làm nằm chính giữa y chang như vậy luôn. Menu thí dụ anh thêm menu dài ra nữa chứ. Anh còn menu dài ra thì cái menu nó cũng phải cân đối. Đúng rồi, nó phải căng giữa cân đối. Rồi. Cái giỏ hàng này nó có cái biểu tượng này nó quá gớm. Tự nhiên cái logo của anh á là màu đen. Tông màu nền nó là đen, còn cái nó có hai màu đen và màu vàng thì đúng không? Thì nó phải phối vô là màu đen với màu vàng. Thí dụ như chỗ này nó phải để cho anh là màu vàng. Giỏ hàng phối theo màu web. Đúng rồi. Đen và vàng đúng không anh? Đúng rồi, giỏ hàng phải phối theo cái màu của website, còn này tự nhiên để vô màu hồng. Rồi cái giao diện này kéo xuống. Cái kiểu này là thực ra là anh không có thích cho lắm, nhưng mà thôi kệ, anh cũng muốn dùng. Rồi cái này em cứ cho nó giống vậy đi, nhưng mà cái chữ nó sao phải cân đối nó ra, cái chữ này nó bị ôm sát vô cái hình nè, đúng không? Ừ, thì do nó mất cân đối thì phải cân đối cái nội dung chữ, nó phải nằm ở ngay giữa, đúng không? Cân đối cái giá tiền của mình, cái thôi vậy được. Vì vậy là bên cạnh hình ảnh là sẽ hiển thị tên nè anh, tên sản phẩm. Rồi, giá tiền cũ mới. Hiển thị mã thì anh muốn là mã của trong kho. Ok, mã SKU của sản phẩm. Mã SKU của sản phẩm đi. Có cần mô tả không anh? Hả? Mô tả ngắn không? Thì tên, mã, giá. Có cái mã được. Tại thường cái mã thì người ta sẽ mã SKU này, sau khi sau này anh làm cái kho hàng á, anh nhập cái mã SKU đó vô là nó đồng bộ luôn với website không? Mã SKU là bên em làm hàm số ngẫu nhiên hay là số làm sao? Có hai phương án, một là anh nhập ngẫu nhiên, hai là anh tự tạo cho mình. Nhập ngẫu nhiên là hệ thống tự sinh đó anh. Thí dụ như bây giờ mã SKU, thí dụ cái đàn piano điện Yamaha CLB 340 thì anh muốn mã SKU của anh đó là CLB 340. Là anh nhập vô được, tùy chỉnh nhập được. Nhập vô được. Đúng rồi, còn anh không nhập thì hệ thống nó tự sinh. Rồi bây giờ thí dụ như cái trang web này anh đã làm thiết kế bên trong cái bộ admin của nó, anh có update thông tin rồi, bây giờ làm trang web mới bên em á, em có đẩy hết cái dữ liệu bên trang web này qua được không? Dạ, nếu mà anh xin được file Excel thì bên em sẽ hỗ trợ. File Excel hả? Tại anh có viết từ khóa chuẩn sale ở trong đó nữa, trên thẻ tab, thẻ title, rồi thẻ miêu tả, rồi thẻ tab ở bên dưới là anh viết đầy đủ hết trơn rồi. File Excel của nó có thể xuất được mấy cái những cái gì anh đã viết chuẩn sale trong này không? Phải nói bên web cũ xem họ nói là có xuất được file Excel toàn bộ từ tên và mô tả hay không. Cái này là do web cũ. Sau đó em sẽ hỗ trợ chuyển qua cái file mới của bên em. Đúng. Hai là copy thủ công. Đây là dùng dịch vụ, em có đơn vị dùng dịch vụ. Tông màu của website thì dùng cho anh chính là 4 tông màu. 4 tông màu. Nè. Cái màu vàng này á, là em chuyển là cho anh khi nào nó chuyển qua cái hover á, là cái chuyển qua màu á, thì nó chuyển qua màu vàng. Còn màu chữ bình thường á, là màu đen, đúng không? Màu đen giống như cái nền, chữ màu đen trên nền trắng. Còn những cái đường giống, những cái gì nó phụ á, thì nó là chữ màu xám. Thì anh phối đúng 4 cái màu đó cho toàn cái trang web này. Chứ anh không có muốn phối những cái màu riêng.
Ví dụ cái chỗ này nó phải là màu vàng cho anh mới đúng, đúng không? Nó lại để màu xanh lá. Còn cái này nó phải đi theo cái tông màu logo màu vàng, nhưng mà nó lại ra màu đỏ nên nó sai. Rồi bây giờ vô lại trang chủ. Nói cái banner mà thiết kế cả tháng trời, cái banner không làm được luôn, anh phải chỉnh luôn. Nè, cái màu này, thật ra cái màu này nó không có để giống đúng với cái màu logo. Mình phải đúng lấy file gốc cho anh để ra cái màu cho nó đúng. Rồi thì bên anh á, thì có 3 dòng là giá rẻ nè, là hàng đó. Giá rẻ là cái loại hàng giảm giá. Cái nào có giá rẻ là nó có sẽ gặp cũ, giá mới. Rồi nó sẽ có luôn một cái gọi là hàng cũ. Hàng cũ thì nó cũng có những cái loại mà không có giảm giá. Hàng cũ là những cái loại nó không có giảm giá, mà nó cũng có thể là có giá rẻ trong đó nữa nè. Em thấy không? Hàng cũ nè, để show ra. Hàng cũ là nó tổng hợp được cả giá rẻ bên trong nó luôn. Rồi cái một cái gọi là hàng mới nhất, là những cái mặt hàng mới nhất bên anh. Rồi thì rồi bên dưới footer, bên dưới footer thì mấy trang này thì nó ổn. Mạng xã hội á, thì anh muốn thiết kế dạng mạng xã hội đẹp giống như trang web anh ạ. Trang mình tiêu nói chung nó là mạng xã hội, là mình sẽ thiết kế những cái icon của mạng xã hội, khi rê chuột vô nó sẽ nổi đậm lên. Này, trang web của anh, trang web anh tự làm đó, thấy không? Để vô nó rê lên, nhưng mà khỏi cần coi web của anh cũng được, coi những cái mẫu khác làm sao cho nó đẹp. Chứ cái này nó ịnh nguyên cái mấy cái biểu tượng hình dáng này vô nhìn nó gớm quá, nó không có đồng bộ với trang web. Ví dụ như cái này, mấy trang web để này mạng xã hội là màu xám xám, bởi vì mạng xã hội là phụ thôi mà. Thì rê chuột vô thì nó sẽ lên hover. Hay là mạng xã hội là mấy cái hình màu đen luôn đi, rê chuột vô, đúng rồi, rê chuột vô nó sẽ lên hover màu vàng nè. Hiểu không? Rồi các hình thức thanh toán của anh, các mạng xã hội có. Rồi thì bên dưới mạng xã hội này á, là nguyên cái bản copyright, bản quyền này nè, nó sẽ gạt ngang cái, khỏi cần gạt ngang, nó viết cái bóp copyright bản quyền thuộc về hàng piano là xong. Nó viết bên dưới cái phần cụm mạng xã hội, bỏ cái nè, bên đây nó ghi là cung cấp bởi gosell.vn à. Nó quảng bá cho thương hiệu nó quá, anh làm web cho anh mình anh phải đi quảng cáo cho nó như vậy là anh không chịu. Anh làm web cho khách hàng của anh là hả hơn chục năm nay, anh chưa bao giờ quảng cáo cho anh luôn á, anh toàn làm cho người ta không à. Đó nó ghi cung cấp dịch vụ gì đó thấy gớm. Rồi thôi bỏ. Bây giờ em hỏi thêm một xíu là mình đang có 3 mục. Mục đầu tiên, mục giá rẻ cũng 6 sản phẩm như vậy đúng không anh? Hàng cũ tương tự nè. Còn với mục này bao nhiêu sản phẩm? Hàng mới là mình có bộ sưu tập mà em. Mình cho những cái thứ này vô bộ sưu tập. Hồi anh cho em coi cái phần admin bên trong để em hiểu. Nhưng mà anh muốn hiển thị cái mới nhất này là bao nhiêu sản phẩm trên một hàng, và mấy hàng hay giống như vậy luôn. Này nó đang hiển thị là 2 hàng ít quá. 3 sản phẩm trên một hàng. Phải là một hàng là 4 dòng sản phẩm. Thì là mới nhất là 4 sản phẩm trên một. Không, 3 sản phẩm trên một hàng. 3 sản phẩm trên một hàng mà nó show sẽ ra 4 hàng. Để cho khách coi nhiều. Còn mấy kia sẽ là vẫn 2 hàng. Nhưng mà mấy cái chỗ hiệu ứng xem thêm của nó dở quá. Nút em thấy để ở dưới tiêu đề này đẹp hơn nè. Gì hả? Tại vì để dưới đó họ không thấy. Không, nó kéo xuống đây bấm vô xem thêm này là đúng rồi. Để nó mấy cái xem thêm này là để đúng rồi, riêng cái mới nhất em đừng để xem thêm ở đây nữa. Dạ. Cái mới nhất đó anh muốn là một cái hiệu ứng. Hiệu ứng là hiệu ứng trượt. Thí dụ khách mà kéo vậy nó bị che không thấy đây. Vậy em để coi xem thêm ở đâu nữa hả? 4 hàng. 1 hàng, 4 hàng. Thôi mới nhất em đừng có làm hiệu ứng này, em làm hiệu ứng nó chạy hai bên á, hai bên thanh slide á. Chuột. Chuột sản phẩm. Chuột đúng không anh? Chạy chuột sản phẩm. Thì sản phẩm thì thường là 1 hàng. Còn nếu mà 4 hàng thì ít chuột.
4 hàng thôi, thôi. Cũng để 4 hàng nhưng mà em coi thiết kế cái xem thêm ở đâu cho hợp lý cho anh đi. Một là giống như vậy ở góc góc phải cuối hàng thứ tư. Hai là bên cạnh tiêu đề. Thôi để nó đồng bộ luôn đi, để nó xem thêm bên 4 hàng luôn đi. Hàng. Rồi cái chỗ này mấy cái thương hiệu này sau này anh sẽ làm dạng trượt á. Này mà up lên thương hiệu vô thêm nó sẽ trượt qua trượt lại. Ví dụ người ta bấm vô cái thương hiệu. Anh tầm bao nhiêu thương hiệu? Cho em một số lượng trong tương lai luôn, ví dụ khoảng tầm 20 ví dụ vậy. Thương hiệu thì bên này nè, Yamaha Kawai, Roland Casio, Core Technic. Dạ, em có khoảng tầm 20 cái khung logo trong dây quản trị, có nút bật tắt hiển thị và dạng trượt tự động. Ừ. Em muốn biết thêm bao nhiêu thương hiệu, em qua bên trang web việtthương.vn em coi. Em add vô thương hiệu giúp anh nha. Rồi bên dưới để cái video quảng cáo bên YouTube anh là được. Một cái video. Rồi, nè thì như cái trang web này rồi. Bấm vô là nó like trực tiếp đây đúng không? Đúng rồi, bấm vô like mà. Nhưng mà full to như vậy không hay là chừa 2B pin web? Chừa hoa khỏi chừa. Cái này nó đang full. Full đi là để respond đó, là để nó kéo. Thì biên web thì nhìn nó à nó đẹp. Dạ, full hai màn hình luôn. Full chứ. Trang web phải linh động đi. Nè ra màn hình full coi đẹp ghê chưa. Rồi. Rồi nha. Dạ. Hiểu không? Logo rồi xong cái footer là anh đã thấy thông qua đó. Footer bên đây hàng địa chỉ đây, hàng thông tin, mạng xã hội. Mấy cái mạng xã hội thiết kế đẹp đẹp như anh nói, đồng bộ, rồi xong copyright, chữ màu xám dòng dưới, xong bản quyền thuộc về Hoàng Biên không? Cái phần này có nói là chính sách. Ờ cái này em làm cho anh đi để, nhưng mà khi nhấn vô á, sách sẽ vô luôn, thẳng luôn coi mấy chương trình hỗ trợ này kia. Rồi bây giờ mình sẽ vô trang sản phẩm. Đó, cái trang này nó làm cho anh nó nói là web mạnh lắm nhưng mà vô là thấy bị lỗi tùm lum rồi. Và trang web nó chạy rất là yếu. Em bấm luôn rồi. Hay quá. Ủa các bạn còn coi không? Ồ còn hai người coi à. Chắc là những người này là đang muốn làm website đây nè. Đúng không mọi người? Muốn làm website đúng không? Coi để biết kinh nghiệm không thôi ra đời mà làm website bị người ta lừa ít nhất cũng phải tốn 5 trang web mới làm được trang web chuẩn á. Tion là đã làm là hơn 1.000 trang web rồi. Chứ không phải làm vừa. Và khi mà Tion là tiêu hết tiền của mình để đi giải cứu động vật thì Tion không có phát triển thương hiệu của Tion nữa. Chứ hồi xưa là cái tòa building ở ngoài Bitexco Tion thuê là để hả? Làm cái công ty website trên đó đó. Ngầu dữ lắm nhưng mà cứu động vật là xả hết tiền luôn. Mấy ông thầy làm web chung với tôi là chia tay tôi luôn. Bởi vì tôi điên quá, ai cũng nói vậy. Bởi vì không lo làm ăn. Và mấy ông thầy tôi bây giờ làm cho những tập đoàn lớn về website như là Ogilvy, Unilever. Nhưng mà nếu mà tôi cần làm những trang web chuyên nghiệp cỡ đó nữa thì tôi sẽ liên hệ mấy thầy ấy, yên tâm. Tôi nhớ mà, sẽ quảng cáo. Nhưng mà bây giờ tôi thấy Sabo là đang ngon á. Sabo là được. Chứ làm mấy tập đoàn lớn kia tiền nhiều lắm. Đây là cái danh sách sản phẩm nè. Thì bên này nó thường là cột lọc. Chứ mình có lấy một lọc. Hả? Lọc thì thường bây giờ là có lọc giá nè. Lọc tính chất của cái bên sản phẩm của anh á. Lọc khuyến mãi là cái gì? Chưa làm được. Dạ. Lọc của anh là cái phần giá rẻ là khuyến mãi rồi đó. Lọc là mức giá anh. Ờ lọc mức giá nè, em làm cho anh làm lọc mức giá. Hay nhờ, biết gợi ý hay nhờ, mình quên luôn á. Tính chất của đèn vậy, đèn anh có khi theo loại nào không? Thay vì danh mục là một chuyện rồi. Tính chất ví dụ như loại thì... Loại? Ừ. Em có lọc ra màu sắc không? Màu sắc được. Ví dụ như khách mà chọn lọc màu đó là lọc ra những cái đèn màu đen, nó ra những cái đèn màu đen, màu đỏ ra màu đỏ, màu hồng ra màu hồng, đó vậy đó. Lọc mức giá từ thấp đến cao. Sắp tới giờ tôi bơi 20 cây số ngoài sông Sài Gòn là mọi người đón xem nha. Làm xong chương trình này là tôi sẽ đi bơi luôn á. Chơi lớn với mọi người mà.
Làm từ A đến Z hay Z luôn lọc hả? Lọc loại nè, lọc kích cỡ, lọc thương hiệu. Ờ, lọc thương hiệu. Giá. Đúng rồi. Mình có thương hiệu luôn. Thôi vậy thôi, khỏi lọc màu sắc. Ừ, vậy là lọc thương hiệu. Lọc thương hiệu là quan trọng nè. Lọc giá nè. Giá. Lọc kích thước. Không, kích thước thì khỏi lọc. Không, kích thước lọc luôn đi, bởi vì anh sẽ làm xếp trọng lượng của từng cây đàn mà. Tại cây đàn nó sẽ có nhiều kiểu dáng, tôi sẽ cố gắng làm cái đó để cho khách hàng của Hoàng Piano là có thể tiện lợi nhất khi mua hàng trên website luôn, phải nói là tiện lợi luôn, đỡ phải qua shop. Rồi, cảm ơn. Lọc thì bác sẽ nằm bên tay, em thích bên này đúng không anh? Em thấy bên nào hợp em? Hay là ở nằm ở trên dọc này. Ví dụ như của bên em có hai loại thôi. Một là nằm ngang như vậy nha. Thôi nằm ngang ở bên trên mới đẹp. Nằm ngang vậy hay quá. Cái đúng. Cái này nó có ảnh bìa nữa, cái này nó không có một cái ảnh. Mà chứ lọc bên vậy á, choáng diện tích lắm. Để lọc bên trên á thì để thì mấy cái vậy. Hàng nó to ra. Lọc nằm ngang thì lúc này đẩy thành 4 sản phẩm cho một hàng. Đúng rồi. À, em có máy hiệu ứng Z-Worry hay quá ha. Cái này là xem nhanh. Ừ, đúng rồi, máy hiệu ứng xem nhanh. Là mua ở ngoài luôn. Còn này là cho vui vẻ. Đúng rồi. Bấm mua chi tiết. Đó, anh cũng thích hiệu ứng đó, cái vỏ hàng nó cũng dễ thương đó. Hốt cái vỏ hàng đó cho anh đi. Cái vỏ hàng kia nó ghê quá. Dạ, lọc nằm trên cùng. Ồ. Dạ. Cái vỏ hàng bên anh không thể làm vỏ hàng được. À. Bên anh em phải làm cho anh là cái thùng. Bởi vì anh giao hàng là giao theo kiện. Đàn piano là em làm cái pot á. Dạ. Là cho vô vỏ, vỏ là cho vô thùng mới được. Dạ. Tức là biểu tượng cái thùng đúng không? Vậy em có, sẽ... có biểu tượng mấy cái thùng hàng không? À, em được chỉ cho anh chọn luôn. Em có anh vỏ hàng thì mình thích gì mình chọn lên đây anh. Ok. Gõ iPhone, vỏ hàng hoặc là iPhone. Thùng cát tông á. Thùng cát tông đúng không? Cát tông. Nhưng mà cái này em làm hình trắng đen hả? Dạ, anh cứ chọn mẫu biểu tượng thì em sẽ là... À, nè, cái xe đẩy vô cái thùng nè, cái xe dạ. Xe đẩy dạ. Nè. Đó, làm cái biểu tượng này mà lật ngược lại bên kia hả? Đúng không? Dạng thùng mà có xe đẩy kéo á, bởi vì cái mặt hàng của bên mình là hàng nặng. Như vậy là anh thay cái vỏ hàng. Bằng cái biểu tượng này đúng không? Đúng. Sắp hết pin rồi nha các bạn, chuẩn bị chia tay nha. Còn lại là các bạn tự hiểu đi. À, có gì hỏi tôi ôn hoặc là liên hệ Sapo làm luôn. Ok, thôi chia tay các bạn nha. Còn sửa chỉnh sửa website nhiều lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, có 2 người và 6 cái like cũng được rồi, cảm ơn. Nếu mà ít quá thì tôi có thể chạy YouTube ad, mọi người yên tâm, tôi là chuyên gia mà. 1 triệu view cũng được, tôi tự làm được hết. Nhưng mà đây là những bạn rất là nhiệt tình, những bạn rất là ủng hộ Tuyôn. Cảm ơn các bạn. Bạn là những fan thật của Tuyôn, chắc chắn sẽ có quà tặng cho bạn. Chứ chạy YouTube ad là view nhiều chứ đâu được, mấy người đó đâu được tặng quà. Kết thúc nha, kết thúc, bye bye.